Ok, xin chào bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh ITV Care. Mình là Hiếu. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tiếp theo về cái chuỗi series quy trình nuôi nick Facebook cho người không chuyên. Thì cái buổi thứ hai á, là mình đã qua được là những cái phần về nguyên liệu chúng ta cần. Vậy thì trong cái buổi thứ ba này thì mình sẽ nói với các bạn cách chúng ta nuôi nick. Thì ở đây mình sẽ nói về cái cách nuôi nick trong vòng 1 tuần đầu tiên. Vậy thì sau khi mà các bạn đã có cái nick Facebook là tự lập và các bạn mua về, đúng không? Và đã xác định được cái đó rồi. Vậy thì cái trong từng 1 tuần đầu tiên mình đã chia ra là từ 1 ngày cho tới 7 ngày thì chúng ta làm những cái công tác gì. Vậy thì ngày số 1 là cái phương thức là đăng nhập nick, thì cái này là nó quyết định tới cái phần được gọi là cái tài nguyên của các bạn nó có ngon hay không, là ở ngày 1 đăng nhập nick. Thì ở đây mình sẽ chia ra làm 2 mục. Một đó, đó chính là via mua về và via tự lập. Vậy thì via mua về á, thì các bạn thấy là các bạn sẽ sử dụng cái gì? Cái đầu tiên via mua về, các bạn sẽ tiến hành đăng nhập vào Facebook với trình duyệt là mbasic.facebook.com. Vậy thì cái mbasic này á là một cái trình duyệt giống như là mạng điện thoại á. Vậy thì các bạn bấm vào, trước khi mà các bạn vào á, thì các bạn có thể tạo cho mình một cái giao diện khác, hoặc là một cái Chrome khác ở đây, bằng cách là bạn bấm vào cái chỗ này nè, cái hình ảnh avatar của mình nè, rồi các bạn bấm vào cái chữ là add thì đây, à đúng không, các bạn bấm chữ rồi continue với theo anh là cao, thì mình sẽ chọn ra một cái, ví dụ như là nick clone 15 đi. À mình đấy, thì ở đây chúng ta sẽ chọn là mbasic.com.facebook.com. Thì khi mà các bạn tạo thì nó sẽ nằm ở dưới đây này đấy, thì mbasic rồi các bạn sẽ đăng nhập gì, anh chị sẽ đăng nhập phone email hoặc là và password. Khi mà anh chị đã nuôi rồi á, thì nó sẽ cung cấp cho anh chị cái tệp hồi nãy mà em nói, đúng không? Đây thì nó sẽ có cái ID, thì cái ID này nè em bấm vô cái này đấy, rồi em dán cái này, rồi cái đây là cái password này, copy này, em sẽ dán này đấy để nó đăng nhập. Thì khi mà nó đăng nhập thì nó sẽ cần cái gì? Nó cần cái 23. Thì anh chị vui lòng vào cái trang web là 2fa.live. Đấy. 23.live. Rồi, anh chị có nhớ là cái phần mà 23 này không? Thì mình sẽ copy 23 này. Dạ, copy vô này. Mình nhấn vô này, mình submit nó, sau đó mình copy cái đoạn đằng sau này, cái số đằng sau này. Mình dán vô đây, mình gửi mã. Đấy. Thì khi mà các bạn khi mà anh chị gửi mã xong đó, nó sẽ kêu là có lưu trình duyệt không. Bản thân em ghi là có ấy, lưu trình duyệt thì để chừng sau nó bị vấn đề gì đó thì mình cũng có thể mình lấy lại. Thì đây là một cái con via đã bị chết, cho nên là em test để cho mọi người biết là đăng nhập vào rồi đấy đấy, hai bài chấm lại đấy. Rồi khi mà đăng nhập vô thì cái quy trình tiếp theo của mình sẽ là gì, sẽ là đây, đã số điện thoại và vị trí đăng nhập cũ, set up lại chế độ post bài. Vậy thì đa số là ở đâu? Ví dụ như là khi mà em đăng nhập vào được rồi, đúng không? Vậy thì ở đây công viên này thì em xóa chữ cài đặt. Ok chưa? Rồi ở đây thì nó sẽ có cái thông tin tài khoản, em bấm vào thông tin tài khoản, rồi sẽ có nick này, sẽ có nick tên đại diện này, nó sẽ có cái phần được gọi là đây, nó sẽ có cái phần thông tin này, thông tin cá nhân này, rồi sẽ bấm vào thông tin liên hệ này đấy, rồi mình đá, ví dụ ở đây thì nó còn sẽ có cái đá số điện thoại của người khác, đúng không? Cái việc của mình là gì, bấm chuột phải vào đấy, xóa số, thì mình xóa cái số đó đi, rồi mình thêm cái số điện thoại mới vào, hoặc là anh chị thêm số điện thoại của mình vào trước, rồi sau đó anh chị sẽ đá số điện thoại cũ đi đấy, hoặc là nếu mà anh chị không có số điện thoại thì anh chị có thể mua 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 ở bên ngoài gì đó, thì một số điện thoại thì có thể hiện tại là em thấy là 3 4 nít gì đấy thì thoải mái luôn đấy. Thì xóa xóa hết cái đó ra, không sao hết. Tiếp theo nữa là mình sẽ đá cái nơi đăng nhập ra, thì ở đây đúng không, thì em sẽ bấm một cái chữ là bảo mật khẩu và bảo mật này. Ở đây nó sẽ có cái phần mà nơi đăng nhập, đúng không, mình sẽ bấm vào cái tài khoản của mình. Thì đây là những cái thiết bị hiện tại đang đăng nhập nít này. Nếu mà anh chị mua về thì anh chị chọn cái đoạn đăng nhập này đấy, đăng xuất ra đây thì nó sẽ xóa cái phần vị trí đăng nhập ra đây. Rồi và xong anh
Khi mà làm xong các bước này, anh chị cứ để Facebook này ở đây, không làm bất cứ thứ gì cả, không làm bất cứ thứ gì cả trong ngày hôm đó, nó chỉ là đa số tham gia thôi. Rồi tiếp theo nữa là con những cái con via tự lập, con via tự lập là anh chị mới mua về luôn, mới mới lập nick luôn, mới lập nick, nhưng là như một số con mình lập nick đúng không? Vậy thì anh chị cần sử dụng cho em một cái điện thoại riêng đó, một cái điện thoại riêng. Thì ở đây nếu sử dụng nè, nếu sử dụng CH Android vào cài đặt, chọn Duo Messenger, Duo ra hai cái Zalo, hai cái Facebook, thì nó giống như là trên thiết bị nó sẽ tạo ra hai cái Facebook khác nhau, thì anh chị đăng nhập vào đó đấy. Đấy, anh chị đăng nhập vào, sử dụng 3G, sử dụng 3G 4G anh chị đăng nhập vào, đừng sử dụng wifi đấy. Rồi riêng phần số điện thoại và email, email là em khuyên anh chị là nên sử dụng, nên nhập một cái email, vậy dùng email ảo cho nó tiện. Thì ở đây là gì, tức là anh chị sẽ hồi nãy lúc mà mình tạo tài khoản á, thì mình có tạo email và lưu ý là dùng email đó cho cái luôn đấy. Tiếp theo nữa là gì, tạo tạo cho nó cái phần 23, thì 23 là mỗi nick nó có 23, trừ trường hợp anh chị đi mua thôi, anh chị đi mua nó sẽ có sẵn 23 cho mình luôn. Còn nếu mà anh chị chưa mua mà tự tạo á, thì như em á là anh chị phải có 23, thì 23 á anh chị có thể tạo đơn giản. Nó sẽ có cái phần được gọi là mật khẩu về bảo mật, nó sẽ có hai yếu tố đúng không? Thì ở đây anh chị thiết lập cho nó cái mã hai yếu tố đó được đấy, là xong cái tài khoản nó nhập đấy. Lưu hát ra là lưu 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 cái tài khoản đó là xong cái nick Facebook của mình. Thì nick Facebook của mình bắt đầu là mới lập thì anh chị cứ để cho nó bình thường thôi. Mấy nick mới lập là mấy nick nó yếu, rất yếu yếu, bởi vì nhưng mà bởi vì nó mới lập, nó giống như là một đứa trẻ sơ sinh vậy, nó rất yếu, cho nên là anh chị phải ngâm cho đó. Nhưng mà được một cái là con này là nó thuộc về email số điện thoại được của anh chị luôn, email số anh chị của anh chị hết, cho nên là anh chị sẽ giống như là mình sẽ tin tưởng hơn cái nick này. Rồi trong cái phần mà khi mà mình lập ra, nó sẽ có cái phần được gọi là kết bạn theo gợi ý. Kết bạn theo gợi ý thì nó nằm ở đâu, ví dụ như là một cái nick này đúng không, một cái nick này thì kết bạn, nó sẽ có cái phần gửi như này đó, bạn bè gửi, thì anh chị kết bạn hết chưa, hết luôn các bạn bằng tay, một cái bạn bằng tay các bạn đại đi đó, nó cũng không sao hết, cứ kết bạn thôi, các bạn được bao nhiêu hay bấy nhiêu cứ kết thôi đấy. Thì khi mà mình kết bạn này, nó giống như là nó sẽ có một vài điểm chung của bạn bè ấy, thì họ sẽ có cái tỷ lệ chấp nhận nó cao, cho nên là mình cứ anh chị cứ nhỉ đó, các bạn cho nó vài vài cái bằng tay chị đã, rồi tới đâu hay tới đó đấy. Đấy rồi, tiếp theo nữa là anh chị sẽ những cái công việc mà mua về ấy, anh chị thích thì anh chị gắn lên trên cái phần mềm Sibu Facebook luôn cũng được, bằng cách là bấm chữ thêm tài khoản, có cái file này, copy này, copy hết cái cục này dán vô, nó sẽ thêm đấy, nó sẽ thêm cho anh chị cái tài khoản. Còn nếu mà anh chị có một cái file ấy, thì anh chị chọn cái file, bỏ cái file vô, hoặc là thêm tài khoản, mở tài khoản, mở file tài khoản, chọn cái file đó dán lên là xong đấy, dán lên là xong. Ví dụ như là em mở cái file thì em chọn cái tập nick của mình đi, nick nick đây đó, thì chờ nó lock luôn là xong. Nó có thể nó lock tài khoản này, nó thêm tài khoản này, nó thêm tài khoản này đó, nó thêm tài khoản, coi thử nó thêm tài khoản là xong rồi đấy. Thì cái tài khoản mình thêm thì nó nằm ở dưới đây đấy. Thì khi mà thêm thêm tài khoản trên phần mềm á, thì nếu mà nhiều nhiều nick như em đi, thì nên sử dụng Rosie. Rosie nó giống như là một cái dạng IP để cho anh chị phát một cái, anh chị phát IP để tránh nó bị trường hợp nó trùng IP vậy. Vậy thì thêm
Em cũng có một cái chuỗi video về cách sử dụng phần mềm Simple Facebook rồi, thì em sẽ để anh chị cứ xem cái chuỗi video đó để biết được cái tính năng. Cái thứ hai nữa là thêm tài khoản như thế nào đấy đấy, rồi anh chị có thể thêm proxy. Proxy đây là em cũng chuẩn bị trước một cái proxy đấy. Việc thêm proxy thì em chọn cái này, proxy này, ví dụ cái này proxy, em chọn cho thằng này đi. Đây em bấm chữ thêm thì nó sẽ bắt đầu nó thêm cho em. Thì ở đây nó có cơ chế anh chị đặt rồi thêm cho em thôi. Thì trong video hướng dẫn nó có hết từ em nhất, việc của anh chị là xem. Và bởi vì cái đó nó sẽ hướng dẫn một phần mềm thì anh chị coi chi tiết, còn buổi này thì em chỉ nói sơ qua về phần đó thôi, còn này thì anh chị cứ thêm vô xin là xong đấy. Rồi vậy thì sau khi có cái nick rồi đó thì cái đăng nhập vô và anh chị chưa làm gì hết, cứ để đó một ngày, cứ ngâm cho nó một ngày cũng chả sao. Rồi bắt đầu qua ngày số 2, qua ngày số 2 là cập nhật thông tin của cái nick đó. Cập nhật thông tin là thông tin người địa chỉ liên hệ gì đó. Thì quay ngược lại cái này chúng ta cần cái gì, chúng ta từ cái ngày số 2 này cập nhật thông tin này, thì nó nằm ở đâu, nó nằm ở đâu, nó nằm ở cái file tài khoản này, nó nằm ở file tài khoản này, thì nó nằm ở file tài khoản này đúng không. Thì cái file này nó sẽ có cái gì, thông tin là hai pa này, nó có thông tin này, thông tin avatar, ảnh bì, nơi sống hay là gì đó, nó sẽ nằm ở chỗ này, nó sẽ nằm ở chỗ này đấy. Cái này em kéo ra một xíu này đó, nó sẽ nằm ở cái chỗ này đấy, nó nằm ở chỗ này đây. Đây vậy thì một cái nick nó phải đảm bảo được là cái hình này nó phải có avatar, nó sẽ có cái gì đây, nó sẽ có avatar được chưa. Ảnh là gì, nó có cái ảnh bì, ảnh bì đây là ảnh bì nó có đây. Tiếp theo nữa là những cái tiểu sử liên quan, ví dụ như là làm ở đâu, vị trí nào, cách tốt nhất là, cách tốt nhất là nếu nếu mình muốn target tập khách hàng ở Hà Nội chọn Hà Nội, nếu target ở Thành phố Hồ Chí Minh chọn Thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì theo quán tính nào đó, con người khi mà bây giờ mình kết bạn mình sẽ biết là người đó ở đâu. Có những người người ta ở Thành phố Hồ Chí Minh, họ chỉ thích kết bạn với những người Thành phố Hồ Chí Minh thôi. Cho nên là mình chọn Thành phố Hồ Chí Minh là bắt buộc mình khách hàng của mình ở Thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Mình chọn Thành phố Hồ Chí Minh, nó quay ngược lại cái câu chuyện được gọi là phải phân tích chỗ nhân khẩu học này. Chỗ nhân khẩu học là kiểu khách hàng của mình ở đâu. Ví dụ như là có những người kêu là toàn quốc, nhưng mà thực tế là khách hàng của mình là tập trung vào Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, thì mình có thể chia ra làm 5 nick Thành phố Hồ Chí Minh, 5 nick Hà Nội đúng không. Nó có hai một nó có hai cái sự khác biệt với nhau đấy, nên là cái phần phân tích từng khách hàng thì nó rất là kỹ ha. Rồi nó sẽ có cái gì, làm việc ở đâu, học trường nào, cho học trường đã luôn. Và lưu ý nha, mỗi nick anh chị nên tạo cho nó một phần story, một phần story tầm khoảng một hai cái story cũng được. Bởi vì những cái story này nó sẽ tiếp cận cho mình lượt lượt xem, và theo thông tin quán tính nào đó thì khi mà một người người ta kết bạn của mình đúng không, người ta phải người ta sẽ check cái đó rất là kỹ, và người ta xem story đó như thế nào, thế nào. Ví dụ như là của em đúng không, ví dụ cái nick em lâu năm đi, cái nick em cũng là cloud thôi, nhưng mà nó khoảng 2 năm, em nuôi 2 năm, vậy thì cái nick 2 năm này người ta vào nhìn hai nick này cũng ok, cũng trust profile đấy đấy. Từ từ vậy thì mình phải làm cái này thật là kỹ ha, cái này kỹ. Thêm nữa là lúc này nhé, lúc này anh chị phải bật cho em một cái chế độ gọi là chế độ chuyên nghiệp, bật cho em cái chế độ chuyên nghiệp. Bởi vì cái chế độ chuyên nghiệp đó, nó làm cho cái trang cá nhân của mình nó hoàn thiện hơn, phải bật nó nha. Nick mới bật nó, trừ những cái trường hợp này, những cái nick mà nó bị vi phạm, nó không chạy quảng cáo được thì nó không bật được thôi. Là những cái nick mà ví dụ như cái nick trang cá nhân của em này, em bị tài khoản quảng cáo nó không có, nó bị khóa thì không bật được cái chế, nó không bật được cái chế độ đó đây. Với những cho nên là những anh chị mà bị khóa tài khoản quảng cáo á, tài khoản quảng cáo cá nhân bị khóa đây, bị vô hiệu hóa là không có bật được đâu. Còn những cái nick mà cá nhân, nick Facebook cá nhân mà nó vẫn chạy được, chạy quảng cáo được, bật vô tư đấy, bật vô tư đây, bật vô tư được chưa. Thì nó có hai sự khác biệt như vậy. Vậy thì cái nick mà anh chị mới lập về cứ bật chèn, thì bật đó nó tốt cho cái nick, và cái nick nhìn nó đẹp, nó chuyên nghiệp hẳn ra
Và cái chỗ này, cái chỗ cái thêm này, thêm càng nhiều càng tốt, thêm càng nhiều càng tốt. Cứ chọn những cái, ví dụ như ở đây thì em làm ở đây đúng không, thì ví dụ như là mình đang đây là một cái mẹo để anh chị stay bay, làm bay. Nếu mà làm bay thì cứ làm một anh chị kinh doanh, làm CEO của cái bếp đó hoặc là làm cái gì đó, thì người ta sẽ vào đây, người ta check luôn cái bếp của mình luôn, và vô tình mình sẽ kéo traffic cho cái bếp này, và mình sẽ tăng được cái live bếp cho cái bếp này luôn, và mình tăng độ uy tín cho cái bếp của mình. Cho nên là anh chị cứ cho em cái thêm thông tin, và thêm cái chung cũng được, năm 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 profile, năm profile, ví dụ năm năm profile Hà Nội đúng không, chọn thông tin chung, chung rồi đó, ở đó đấy. Đấy, cứ thêm vào trên đấy. Rồi thêm thông tin gì đó. Rồi vậy thì cái ngày thứ hai chúng ta nên kết bạn như thế nào? Ở đây vẫn là câu chuyện chúng ta kết bạn chung, hoặc là chọn một thành viên ở trong nhóm đi kết bạn. Vậy thì những cái con bia tự lập á, chúng ta sẽ hiện tại chúng ta vẫn nên chưa dùng những con bia này, bởi vì con bia này nó rất là yếu, nó siêu yếu luôn, nó chưa chưa nên sử dụng, chưa nên sử dụng. Những con bia mua về chúng ta nên sử dụng ở đây, những con bia mua về em sẽ ví dụ những con bia mua về nó phải nằm ở đây đấy. Những con bia mua về, con này hiện tại chưa làm gì hết nha, chưa làm gì hết. Kết bạn thì kết bạn chúng ta sẽ có những kết bạn đặc điểm chung, tức là khi mà chúng ta kết bạn với một nhóm đối tượng nào đó đúng không, chúng ta sẽ có một cái đặc điểm chung. Em ví dụ một cái bia của em đi, một đây là một con bia, đây đây là một tài khoản bia của em nhé. Cách nhận biết bia, nếu mà anh chị nhìn vô cái con tài khoản này thật sự là không biết là bia đâu, bởi vì em nuôi anh chị không biết là bia đâu, nhưng mà đây là bia. Thì tại sao em lại nói nó là bia? Đây mấy cái Hotmail này chỉ có khi mà anh chị đi mua list thì nó mới là bia thôi. À, và lưu ý là anh chị cứ đưa ngày sinh về, đúng ngày sinh của mình là được, ngày sinh mà mình nhớ, ngày sinh mà mình nhớ nhất, đưa 10 con về đúng 10 ngày sinh luôn, đừng có khác nhau cái gì hết, về đúng càng tốt. Khi mà nó bị checkpoint về ngày sinh á, mình lấy đúng ngày sinh nó mình mở, mình không cần phải sử dụng những cái ngày sinh khác đấy. Đấy, cho nên là mình sẽ lấy những cái con này lọc, thì những cái con bia này mình sẽ đi kết bạn. Vậy thì khi mà đi kết bạn á, ở chỗ này nó sẽ có cái phần là những người bạn 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 biết thì cứ đại luôn, cứ đại đi, cứ đại cho em, cứ đại cho em, đại tầm khoảng tuần ấy, tuần cho em, cứ đại, cứ kết bạn như thế này. Rồi họ khi mà mình kết bạn như vậy thì là các bạn nó sẽ cao. Cái thứ hai nữa là hãy chọn cho em một cái group mà ở đó có khách hàng, ví dụ như là ở đây đúng không, chúng ta đã phân tích được là cái group ấy. Ví dụ như là cái group mà cái group hoặc là cái fanpage hoặc là cái trang cá nhân sẽ có khách hàng của mình ở đó, thì của mình là gì, copy cái này này đấy, mình vào trong này mình kết bạn bằng tay cũng được, cũng là vấn đề. Cứ tuần đầu tiên cứ làm từ từ trước trang đó, mình đi kết bạn với họ đấy. Quan trọng là đi kết bạn để họ có cái mối quan tâm chung và có bạn bè chung, thì cái việc có bạn bè chung và mình đi kết bạn nó sẽ rất là dễ và nó sẽ rất là đúng dịp luôn. Và cái nick này của em nha, cái nick này của em là chuyên dành cho sinh viên, chuyên dành cho sinh viên, nick này ở 80% là sinh viên. Và có một mẹo để tỷ lệ các bạn cao, đó chính là một là cho xinh cái đẹp, hai là ngày xưa ông bà ta có cái câu được gọi là nữ nhân kế và nam nhân kế đúng không, thì người con gái sẽ đi kết bạn với con trai tỷ lệ kết bạn cực kỳ cao, và ngược lại con trai đi kết bạn với con gái tỷ lệ cực kỳ cao, và thậm chí là con gái kết bạn với con gái tỷ lệ cực kỳ cao luôn. Em đã test hai nick, phải hai nick nha, và nick này là con trai và nó không có tương tác, và làm thậm chí là nhưng mà cái kết bạn nó vẫn ok. Và cái nick con gái này, ví dụ em sẽ ví dụ cái nick con gái này cũng 1.000 bạn luôn, nhưng mà nó khác biệt nhau là gì em, mọi người thấy không, là cái bài viết này nó tỷ lệ reach nó cao hơn, thậm chí là có nhiều người người ta vào inbox, người ta làm quen, hello em là gì đó thì mình cũng kệ thôi đó. Đó là đặc quyền của con gái, còn reach của đàn ông thì nó cũng hơi lèo lèo tèo một tí, nó không có nhiều người đã quan tâm, rồi xong rồi bài viết nó cũng
bọt bọt vậy thôi, nó cũng chả có gì hết. Đấy, nó là có hai sự khác biệt nó như vậy. Cho nên là khi mà trong quá trình logic đó, chúng ta có thể sử dụng cái tiếp trước này, trong đó là 7 nhân kế và 5 nhân kế để đi kết bạn. Thì cái tỷ lệ đi kết bạn nó sẽ rất là cao. Và trong quá trình mà mình đi đi kết bạn á, thì mình cũng có thể xem cái nhu cầu của họ nó như thế nào. Đấy. Rồi. Thì cái ngày thứ hai á, cái ngày thứ hai ở chỗ này anh chị lưu ý cho em. Anh chị lưu ý đặc biệt cho em là chúng ta sẽ lấy những con viên chúng ta đi kết bạn với nhau. Tức là những con viên này có thể đi kết bạn chéo với nhau. Và hoặc hoặc là nick tự lập cũng đi kết bạn được với con này luôn, cứ kết bạn chéo cho em. Bởi vì Facebook bây giờ đúng không? Nếu mà mọi người đi kết bạn chéo á, thì em sẽ chỉ cho mọi người cái mẹo để mọi người đăng bài nó dễ hơn. Cái thứ hai nữa là mình vừa đăng bài mình vừa tương tác được, nó làm nó tốt hơn. Cho nên là những cái nick này nó nên đi kết, ví dụ như nick này nó sẽ đi kết bạn với lại nick này đó, hoặc là nó đi kết bạn với lại cái nick này chẳng hạn. Đây đấy, những con viên này nên đi kết bạn với nhau. Đấy rồi, tiếp theo nữa là mình có thể tham gia một hai nhóm gì đó, ví dụ như là mình có thể sử dụng phần mềm Simo Facebook Pro nè, Simo Facebook Pro đúng không? Mình có cái tính năng gọi là quét thành viên nhóm nè, quét quét nhóm nè. Thì khi mà quét nhóm thì mình tự lấy cái nhóm đó mình tham gia nhóm, mình lấy cái nick đó tham gia nhóm, tham gia một hai nhóm thôi, không đừng có tham gia nhiều. Bởi vì mình đang ngu từ từ mà. Anh chị cứ kiềm chế lòng tham của mình lại là được. Đấy. Rồi, tiếp theo nữa là ngày thứ ba. Ngày thứ ba thì chúng ta nên cho nó đi các bạn, đi các bạn nó cũng đi các bạn bằng tay luôn, đi các bạn 50 100 người gì đó, đó cũng đi các bạn. Một là để Facebook, với luôn là con AI của Facebook nó lọc được cái hành vi, nó lọc được cái hành vi của mình, nó xem được là mình đang như thế nào hay là gì đó, thì nó lọc được hành vi. Thứ hai nữa là cho nó like bet tham gia hai ba nhóm cùng chủ đề, tiếp tục tham gia nhóm nhóm nhóm. Và cái like bet này, like bet là sao, tức là lấy cái nick này đúng không, lấy những cái nick này nè. Đây là một cái mẹo em nói trước, đây là một cái mẹo để chúng ta có thể nuôi luôn cái fanpage của mình. Ví dụ như là cái nick này của em đúng không, cho em là file UID. Mình có UID rồi, mình cứ dán vào này xong rồi tìm kiếm. Đây, cho mình UID thì mình sẽ copy UID này, mình sẽ copy UID này, thì cái UID này mình sẽ dán vào này fanpage này, mình sẽ chọn cái tác vụ này fanpage này, mời là bếp này, tự động là bếp này, mình copy vô, mình chọn như thế này, rồi mình bấm chữ chạy ngay. Thì nó sẽ lấy những cái clip này nó like cái bếp, nó like một hai fanpage nào đó, thì anh chị cứ có bếp thì cứ like, hoặc là mình cứ like cho đối thủ luôn cũng được, cũng không sao hết. Bởi vì nhiều khi mình vô đối thủ đăng bài thì mình thấy được bài đó, bài đăng nó, thì mình về mình học hỏi theo cách của họ đăng bài, hoặc là mình có thể theo cái content của họ đó, mình có thể copy mình dán ở đây thì để cho những cái clip này nó like ha. Rồi cái ngày tiếp theo là gì, là ngày thứ tư, là chúng ta sẽ tương tác chéo tài khoản, đó chính là check-in chéo lẫn nhau. Thì ở đây đúng không, anh chị sẽ thấy là cái nick Facebook của em này thường thường sẽ có những setting đây, ví dụ như là cái này đi, đây đây cũng là một cái setting của em này, đây cũng là một cái setting này, em sẽ có setting quá lộ liễu đó. Ví dụ đây là một cái setting này, đó, xuống này để em coi thử. Đây đây cũng là setting này, đây là setting này. Đấy, đây là setting. Nhưng mà mình setting cứ setting bình thường thôi. Đâu, cái bài mà em setting. Đây, đây cũng là setting. Đây cũng là setting quen, em có setting nhiều. Vậy thì những cái nick này setting như thế nào? Ví dụ mình có nick, mình đăng nhập nick vào đây đúng không? Mình setting bằng cách là trong mỗi nick nó sẽ có ID như thế này. Hoặc anh chị thấy không? Nó sẽ có ID như thế này. Ở đây là ID nick. Vậy thì mình sẽ bấm vào cái chỗ là tương tác tài khoản này, nó sẽ có cái phần được gọi là auto auto cảm xúc này, auto cảm xúc này, hoặc là auto cảm xúc này. Mình sẽ nhập những cái random bạn bè này, này mình sẽ nhập những cái chế độ được gọi là random bạn bè.
hoặc là những cái chế độ offline này, mình sẽ kết bạn, mình sẽ bấm chỉ chạy ngay thì nó sẽ đi theo những cái tác vụ này, hoặc là mình cứ comment, mình chọn những cái những cái bài viết nó ok. Hoặc là ở đây nếu mà mình muốn tốt hơn nữa là mình muốn xin những cái bài viết của những cái bạn này này, những cái bạn này của nhau, hoặc là những cái nick này này, những cái nick này sẽ đi comment vào trong cái bài của em chẳng hạn. Vậy thì em sẽ bấm vào cái chỗ những cái nick này đúng không? Vậy thì em sẽ bắt đầu là đi setting. Setting bằng cách là bạn sẽ tăng vào cái chỗ mình luận bài viết này, cảm xúc bài viết này, thì em sẽ chọn một cái ID bài viết đúng không? Em chọn ID bài viết, ví dụ như là cái ID bài viết này đi, em sẽ bấm vô cái chỗ ngày tháng năm này, copy này, rồi copy rồi dán vô đây. Dán vô thì nó bắt đầu nó sẽ tìm được cái ID này đấy, cứ copy và dán vô, nó sẽ có cái phần này đó, copy rồi dán vô xong rồi cho team hay là gì đó, rồi mình bấm vô những cái nick này, thì những cái nick này thì mình sẽ bấm vô chữ, ví dụ như là ở đây nó có 5 nick đúng không, nó số luôn là 5 năm, rồi bấm ok chạy ngay thì nó sẽ bắt đầu nó sẽ random những cái tương tác được những cái tương tác đó cho cái nick này, thì mọi người cứ đi tương tác và spin cho cái bài viết này thôi, thì nó sẽ vô cùng tốt cho cái của mình đó. Những nick mình nó vừa tương những nick phụ của mình vừa tương tác cho nick chính, thứ hai nữa là nó cũng có cái sự gọi là hoạt động chứ nó không phải là một cái nick chết đấy, cho nên là mình sẽ đi tương tác với nhau và cũng kết bạn theo cái tệp gợi ý, tầm khoảng từ 20 đến 50 người cứ kết bạn thôi thôi, còn nó bị nó không cùng tệp hay không thì chưa chưa biết chưa biết, bởi vì chúng ta phải lọc tệp, trong quá trình mình làm mình phải lọc tệp. Cái thứ hai nữa là mình phải cho clip nó sống trước trong khoảng 7 ngày đã, mình qua 7 ngày thì mình tiếp. Rồi ngày thứ năm thì anh chị sẽ làm cái gì ngày thứ năm? Rồi ngày thứ năm là tìm kiếm tập khách hàng tiềm năng, là file là cái tập mà mình làm, hoặc là cái tập ở trên này này, cái tập ở trên này là danh sách khách hàng tiềm năng đó mình làm. Thì ở đây thì anh chị có thể tìm kiếm thêm, đọc thêm tập, rồi mình sẽ đăng bài ở đây á, là cái bài đầu tiên em khuyên mọi người luôn là nên hình ảnh cá nhân hết, đừng có đăng sản phẩm bởi vì không ai tương tác, nên đăng hình ảnh cá nhân thôi nha, bởi vì hình ảnh cá nhân là một cái công cụ tương tác cực kỳ tốt trong giai đoạn mới mới làm đấy, cho nên là ở đây đúng không, nhớ cái file mà mình đã nói không, cái tệp cá nhân đó thì mình hình ảnh cá nhân thì mình lưu về rồi mình đăng đây. Đây là cái nick này, cái nick của em cũng đăng bài đầu tiên cũng là hình ảnh cá nhân, hình ảnh cá nhân, đưa hình ảnh cá nhân lên hết, toàn bộ đưa hình ảnh cá nhân lên hết, đưa hình ảnh cá nhân lên đây, đưa hình ảnh cá nhân lên, đưa hình ảnh cá nhân lên, càng đưa hình ảnh cá nhân càng tốt, ngay cả những cái nick xác minh phụ cũng là hình ảnh cá nhân nó. Ví dụ như mình kết bạn xong nó có cái tự tương tác này, đưa hình ảnh cá nhân lên, hình ảnh cá nhân là được đấy, cứ hình ảnh cá nhân, hình ảnh cá nhân hết, nó muốn như một người thật là cứ hình ảnh cá nhân của mình càng đẹp càng, một là đẹp, hai là cứ hình cuộc sống gia đình thì nó ok, nó càng ok nó càng tốt, đừng có làm kiểu hình ảnh sản phẩm hay là gì đó nó không có biết đặt, thậm chí là nó cái từ sau là người ta cái tỷ lệ thất bại nó cũng sẽ thấp, cho nên là cứ đăng hình ảnh cá nhân đấy, đấy mà cái nick đó ví dụ kia cửa lon luôn, đăng hình ảnh cá nhân hết đây. Anh cũng hình ảnh cá nhân cứ hình ảnh cá nhân mà vẽ cho, cứ hình ảnh cá nhân mà vẽ, cứ cứ vậy đi ha. Rồi cho các nick tương tác chéo shipping thì em hội trên thì em cũng nói rồi rồi, chạy kịch bản khách hàng tiềm năng và tương tác,
chạy kịch bản đó chính là chạy kịch bản tìm kiếm khách hàng tiềm năng, đó chính là mình đi kết bạn. Thì ở trong phần mềm Simple Facebook nó sẽ có cái phần gọi là chạy kịch bản đúng không? Thì quản lý kịch bản thì mình ở đây là gì? Tìm kiếm kết bạn và tương tác. Thì ở đây nó sẽ có hai cái tính năng. Ví dụ như là ngày một thì nó sẽ là ô tô cảm xúc đúng không? Nó sẽ là ô tô cảm xúc cho nó. Em cho nó random luôn. Em sẽ cho nó là tầm khoảng 2 lít đi. Đó. Cho em số lượng là 20. Em mình sắp. Đấy, nó sẽ có cái phần được gọi là tương tác và cái phần đi kết bạn, ô tô kết bạn thì chọn file, chọn tệp, chọn file. Đấy. Mở về bạn bè này. Rồi, thêm nhân sắc rồi thêm nó sẽ hai tác vụ. Ngày một thì số lượng mà em muốn chạy em muốn chạy 3 nít, em muốn chạy 3 nít 1 2 3. Đó, muốn chạy 3 nít. Rồi, em chọn cách giữa các tác vụ không cho, em cho nghỉ từ 2 đến 5 lít luôn. Đấy. Rồi em lưu cái kịch bản nó lại. Rồi cái việc của em là ví dụ như như cái ngày đó em bấm lên em như lưu ý nha, mấy cái kịch bản này anh chị cứ làm ví dụ như là ở đây thì ATB nó đã có, nếu mà anh chị mua phần mềm ATB nó đã có sẵn luôn. Việc của anh chị là có nick mới bấm vô thực hiện thôi, bấm vô thực hiện để tương tác là thôi. Ở ngày tới ngày 7 là nó sống, nó tỷ lệ sống rất là cao đó. Thì những cái công viên này bấm vô đấy. Rồi tiếp theo nữa, tiếp theo nữa là cái ngày số 6 là chúng ta tương tác đúng không, tương tác chéo rồi đăng sẵn thêm một hai bài. Thì cứ em ví dụ mình có 10 lít, ngày số 5 mình đăng cho 5 lít rồi, ngày số 6 mình đăng lại cho 5 lít còn lại đúng không, đăng 5 lít còn lại mình cũng tìm kiếm kết bạn, mình cũng ô tô đi tham gia group rồi tạo tạo nguồn bài có sẵn đúng không. Thì cái nguồn bài ở đây đâu là nó nằm ở khúc nào, nó nằm ở cái khúc gọi là file nội dung. File nội dung thì ở đây nó có nội dung ở đây đây. Còn nội dung á thì một á là cứ hình ảnh thường, nội dung em kêu nội dung nha. Hai là làm video reel luôn, lấy video reel đăng lên. Đây ví dụ như em cái nick này đúng không, thì em lấy hình ảnh avatar AI hết, em lấy video reel, reel thì em đăng cái video đầu tiên lên, lên em đăng lên video reel cũng được. Nói chung video reel nó đề xuất mới khách hàng cũng khá là nhiều, cứ lấy video reel đăng lên là được. Đấy đấy, à lưu ý nha, cái AI này tỷ lệ các bạn siêu thấp, cái AI tỷ lệ các bạn siêu thấp bởi vì khách hàng sẽ nhìn ra được cứ hình ảnh thật, hình ảnh chân thật của con người. Facebook là hình ảnh chân thật của con người. AI là một cái em khi mà em test á. Ở trên Facebook nó sử dụng tới cái trường hợp được gọi là hình ảnh avatar AI á, mà kiểu mình đi kết bạn với tệp khách hàng của mình á, mà không phải cái người mà bên AI á, thì họ sẽ không thích đấy. Cho nên là hình ảnh AI này thì các bạn siêu thấp, em kết bạn 2.000 người mà tỷ lệ chuyển đổi chỉ có 108 người thôi, mà trong cái đó tệp em là sinh viên. Nó check rất là kỹ, bây giờ các bạn check rất là kỹ chứ không phải là như ngày xưa nữa đấy. Cho nên là thấp ha. Rồi cái setup kịch bản tương tác nhóm, nhóm riêng và tương tác đăng bài. Nhóm thì cứ ở trong đây nó sẽ có cái phần tương tác nhóm. Về cái phần build group thì chỗ này em sẽ nói kỹ hơn cái phần tương tác nhóm, nhưng mà đây là nuôi nuôi cho nó sống đã. Rồi tương tác nhóm thì ở đây trong đó nó có sẽ có cái tác vụ là đây, tương tác tài khoản thành viên này đó. Nó sẽ có cái cảm xúc bài bài viết trong nhóm này. Thì mình cứ chọn một cái nhóm, ví dụ như cái nhóm của em là cái nhóm gì, cái nhóm ATB support đi, ATB support. Em sẽ có một cái nhóm này đó. Đó thì của em là cái nhóm này em sẽ lấy cái cũng file đi, nó cũng tìm ra đi nó tìm ID đi nó tìm ID nó tìm ID copy ra đi này. Mấy cái này cứ lưu lại, mấy cái này cứ lưu lại mình sử dụng hoài á đó. Đó mình sẽ nhập từ khóa ví dụ như là chúc bạn ngày mới vui vẻ, hoặc là chúc bạn năm mới bình an hay là gì đó. Unique chúc bạn năm mới đó, mình nhập list này vô xong rồi mình sẽ đi các bạn 10 bài mới nhất đấy. Mình chạy
cho nó tương tác nhóm, tương tác cái nhóm đó, cho cái nhóm đó nó sẽ recruit lên từ từ. Và đây là một cái mẹo ha. Rồi cái ngày số 7 mình làm cái gì? Mình sẽ làm cũng tương tác chéo tài khoản, đăng bài, đăng một bài có sẵn rồi các bạn 50 người đó sẽ có kịch bản riêng. Thì cái này y chang như ngày thứ sáu và ngày thứ bảy. Thì sau khi mà chúng ta bắt đầu qua được cái tuần đầu tiên á, quan trọng là cái tuần đầu tiên thì mình phải check được là hiện tại còn bao nhiêu nick đang sống. Ví dụ mua 10 nick là 10 nick nhưng 8 nick sống là một thành công, là thành quả lớn. Nhưng 8 nick mà mua 10 nick mà còn có 2 nick, thậm chí còn có 1 nick không có nick nào sống luôn là một thất bại, đúng không? Và chúng ta phải xem lại thử là cái kịch bản của mình làm chỗ nào sai, cái IP của mình nó có ok chưa, mình có gắn được cái RC của mình chưa hay là gì đó, mình sẽ phải xem lại. Mình phải xem lại được là cái nguyên nhân tại sao những cái quyết của mình nó bắt đầu nó chết đấy. Đấy thì ở đây đúng không, thì ở đây em đã qua được cái phần được gọi là sống sót một tuần. Thì video tiếp theo em sẽ nói về cái cách mà sau một tuần đó mình đã biết được bao nhiêu rồi. Mình cũng từ một tuần đó, tuần 2, tuần 3, tuần 4, tuần, và chúng ta tiến tới cái quy trình là sống sót sau một tháng. Thì sống sót sau một tháng được, chúng ta sẽ làm nhiều cái hơn. Sống sót vậy trong một tháng này chúng ta sẽ có những cái gì, thì trong video theo em sẽ nói được là sống sót sau một tháng á, thì chúng ta có những tính năng nâng cao như thế nào để chúng ta có thể làm trong quá trình chúng ta setting hay là chúng ta xây dựng kênh hay là này nọ. Ở đây chúng ta chỉ có đang nói thôi, chưa có qua quy trình nữa là xây dựng group và xây dựng cái fanpage mà em cũng có thể dự kiến cho các anh chị, đó chính là có thể là xây dựng group đó, thì nó có một tới hai video. Fanpage cũng vậy, nó đơn giản hơn bởi vì cái xây dựng nick này nó làm hết rồi. Và anh chị phải làm kỹ cái phần xây dựng nick, xây dựng ví dụ nick có đủ 1.000 nick, nick mà 5.000 bạn bè nó lợi hại lắm, nó lợi hại cho những cái nền tảng sau này, cho những nền tảng khi mình mới bắt đầu xây, ví dụ như group Facebook, fanpage, bay reel, bay vệ tinh, đơn giản hơn ngày trước nhiều. Thậm chí là mình sẽ có những tệp khách hàng tiềm năng, ví dụ như là chạy quảng cáo về đi, một live bet nó tốn tầm khoảng vài nghìn, nhưng ở đây mình có một live bet của khách hàng, mình tốn một lúc mời mà thôi. Rồi ok, nếu mà anh chị thấy video này hay, anh chị vui lòng bấm like, subscribe và comment bên dưới cho em, rồi làm động lực để em có thể làm những video tiếp theo. Còn nếu mà anh chị chưa có phần mềm, anh chị cũng có thể liên hệ bên em để có thể kích hoạt được cái phần mềm cho mình sử dụng ngay bây giờ luôn nhé. Cảm ơn anh chị đã xem hết video của em.